오는 수업은 우리가 조직도에 대해서 소개해주고, 다음에 우리가 뭐야? 문법하고 배한 동역을 같이 연습해보겠습니다. 오늘 주제가 재미있어요? 재미있지? 준비 안 했어요. 아, 준비 안 했습니까? 괜찮아. 지금 뭐, 대화하기 전에 선생님이랑 같이 준비하세요. 이거는 지금 한번 알아보세요. 잠덕 부분 어떻게 말해요? 이거는 조직도 뭔지 알아요? 조직도 베트남어로 뭐예요? 조직도. 조직도 특별히 조직도. 조직도래는 특별 봐. 서로 조직, 내가 서로 조직 동안. 아, 둘다 sẽ nói về sơ, 이거 뭐야? 또 갑자기 말해. Chúng ta hôm nay chúng ta học về là sơ đồ tổ chức của Young Optim đây là đi bộ phận Phận mua hàng, à. bán hàng. Thầy có dạy em nhé. Rồi, đây là sơ đồ tổ chức của cái lớp bán hàng, của phòng bán hàng, phòng kinh doanh, đúng không? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên chúng đi tìm hiểu đầu tiên trước là cái gì đây. Sơ đồ tổ chức thì đầu tiên cái người đứng đầu, cái từ khả trang nộp phân pha ram, khả trang nộp phân pha ram mà. Khả trang nộp phân pha ram tức là cái người gì? Ông được phần sao đó. Người cao nhất Dạ. chính là Bù so xá xa nhìn. Bù Chanh Nim. Và trong trường hợp Xá này, nhìn. giám đốc bộ phận thì thường thì hay đọc là Bù Chanh Nim. Và người Bù Chanh Nim này nó thường hay là người hay về Hàn Quốc Kim, hay thường hay là người người Hàn, đúng không? Hàn Kim, có Hàn Quốc Kim xa đàn hiểu không? Nhá. Em muốn học sơ cấp thì inbox của thành viên. Rồi tiếp chúng ta sẽ sang cái tiếp theo thì thường ở dưới thì có nghĩa là phù trang nim bịt thê salam, có nghĩa là gì? Phù trang nim Vũ Trang Nhi trưởng rồi phòng. rồi bịt salam, cái người mà dưới giám đốc này chính là trưởng phòng trong chức vụ này, hay là khóa trang Hà nim. Trang Nhi Và cái khóa trang Việt nim thì Nam Sa Đà là bề thứ nam nim, Nam đúng Sa không? Đà Có phải là sẽ là người Việt Nam đấy, đúng không? Rồi tiếp chúng ta sẽ có trong trường hợp nó có hai mũi tên chia ra, tức là ở trong công ty này nó đang có hai thị trường, một thị trường là về thị trường nội địa, thị trường nội địa ok mà để đó, cái thị trường nội địa mình sẽ nói là gì? nội địa nội địa nội địa tức là ở trong trong nước, đúng không? trong nước. Trong nước là gì? Trong nước, Né thị trường nội địa, thị trường trong nước nào, ai biết nào? Biết không? né được Cái từ trong nước nội à, cái từ trong nước là gì? Cùng nè. nè. Ở cùng nè xi trang. Xi trang là chợ hoặc là thị trường, đúng không? Thị trường trong nước. Còn thị trường nước ngoài thì mình nói là thị trường nước ngoài. Huế nè, xin chào. Heo quê xi trang. Huế, xin chào. Heo quê xi trang. Thì ở đây thầy có ghi là gì? Thị trường nội địa đóng mở ngoặc 20KH, tức là có 20 khách hàng. 20 khách hàng ta sẽ nói là gì? Phù kết xa bao nhiêu người? Ủa Sumo kê xa. Sumo Ke, đúng không? Sơ Sumo mùi. Cố kê xa, sơ mùi kè. Ke. Đúng rồi, đó. Phù kết xa Sumo Ke. Còn bên này cũng là gì? Cũng 20 phù kết xa Sumo Ke, đúng Xin không? mừng kẻ. Đó, vậy là cái công ty này nó sẽ có là 20 khách hàng nội địa, 20 khách hàng nước ngoài. Và bây giờ nó phân ra sale 1, sale 2, tức là gì? Người thì sale 1, Tiếp sale thị 2 bán hàng. kiểu người nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, thì đây là nhân viên 1, nhân viên 2, đúng không? Vậy là sẽ có hai người, mỗi người đều phụ trách cho, thì chắc là chia đều ra mỗi người phụ trách khoảng tầm 10 khách hàng, đúng không? 10 khách hàng. Thì ở bên dưới này thầy có ghi nhiệm vụ này, nhiệm vụ của từng người này. Nhiệm vụ từng người này thì những cái người nhiệm vụ của các người này, phụ trách của các người này chắc là sẽ giống nhau, đúng không? Thì đầu tiên chúng ta có cái đầu dòng, đầu tiên là tiếp nhận BO. Cái tiếp nhận BO mình sẽ nói như nào? Tiếp nhận BO. PO는 받았어요. PO bạc tạ rồi. Văn nói thì mình sẽ nói là bạc tạ, đúng không? Em cứ bị dùng quá khứ bạc tạ rồi là đã nhận BO chứ. Bình thường tương lai à, bình thường hiện tại mình chỉ dùng là phạt xin đi tả thôi, nhận thôi, đúng không? Thì trong trường hợp này nếu mà là văn viết thì thầy sẽ phải viết là chọc su, đây là Chọc xu. tiếp nhận Tiếp nhận. bio, đúng không? Chọc su là tiếp nhận.
Nhất cái gạch đầu dòng thứ hai là lên kế hoạch giao hàng. À, chúng ta phải lập lên kế hoạch giao Lập hàng. khuôn, lập khuôn kế À, hoạch cơn vậy. thác xong À, thác hiểu xong, lộ. Đó, thác xong, dùng thác xong được. Và sweep được, đúng không? Đó. Nhiệm vụ thứ hai của nhân viên sale là việc theo dõi đơn hàng. chú môn chú chót hiểu Môn so. chú môn so Chủ chóp là chú chúng ta chót dùng quản lý là được rồi, quản lý là được quản lý đơn hàng, đúng không? À, quản lý đơn hàng. Tiếp chúng ta có cái gì nữa? Làm báo cáo hàng tháng. mèo quên bố cô so đơn mà tức lót Ừ, rồi cô thạc son hiểu. mà chắc xong hiểu À, thạc đầu đúng lặng thành nó không chắc đúng nhé. Thạc son, thạc xong hiểu thạc son. Rồi tiếp nào, cái câu nữa là chốt công nợ. Chốt công nợ là cú gì? che đơn má cam hiểu À, chú chế, chú chế che đơn má cam hiểu rồi mà cam, chúng ta đi chốt công đoạn là chú chế mà cam rồi tiếp. À, nhiệm vụ gì nữa đây? Tìm khách hàng mới, tìm khách à, hàng xe đô cố cách sao đơn thật tài gần giống nhau. Ừ, chúng ta sẽ có là gì? À, xin chu bồ kép xin chu cố cách sao đơn bồ xếp. mố xe Xin chu là mới, mới trong cái từ và nó giống như là xe xe ôn ấy, thế nhưng mà trong văn viết người ta hay dùng là xin chu, có em mang tính chuyên môn ấy, người ta dùng xin chu cố kép xa. À, bình thường chúng ta hay dùng tìm, tìm động từ tìm trong tiếng Hàn đơn giản nhất thì là từ chát tả, đúng không? Cái từ chát tả nhưng trong trường hợp mà chuyên môn người ta hay dùng mố xếp ha giả tìm mố kiếm, xe đúng hạ hạ không? yeah. Rồi đó. Vậy bây giờ chúng ta có những cái nhiệm vụ rồi, có các chức vụ rồi. Thì bây giờ em sẽ nói cho thầy, ví dụ như thầy cũng nói qua tiếng Việt nhé. Đầu tiên thì em vẫn phải xin chào này, tôi là gì của bộ phận kinh doanh này. Hôm nay tôi giới thiệu mọi người về sơ đồ tổ chức của bộ phận kinh doanh, đúng không? Thì cái người cao nhất trong bộ phận kinh doanh chính là thì ông Bù Trang Nim, đúng không? Và ông này chính là người Hàn. Đó. Và sau cái ông, cái người mà đứng sau ông Phù Trang Nim này chính là Khóa Trang Nim, đúng không? Và ông Khóa Trang Nim này là người ấy của Việt Nam. Đó thì hai người này sẽ trực tiếp quản lý, đúng không? Sẽ trực tiếp quản lý khoảng bao nhiêu nhân viên đây? Bốn nhân viên. Sẽ quản lý bốn nhân viên 10. tương tưới, đúng không? Và ở trong cái công ty chúng tôi đang có thì hai thị trường lớn nhất là một thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, đúng không? Thì mỗi thị trường là sẽ có 20 khách hàng. Đó thì vì 20 khách hàng này thì chúng ta, chúng tôi chia ra mỗi gì, mỗi nhân viên sale sẽ thì phụ trách 10 khách hàng, đúng không? Rất 10 khách hàng. Và nhiệm vụ của nhân viên sale là gì đấy? Kể một loạt ta, tiếp thị BO, lập kế hoạch giao hàng, quản lý đơn hàng, lập báo cáo hàng tháng, chốt công nợ và tìm kiếm khách hàng mới, đúng không? Đó, và đến đây tôi xin hết, được chưa? Em hình dung ra chưa? Đó. Nói sao Rồi, có nói được không? Chỉ cơm thả độ, chỉ xác hàn xuyên này á. nghe xin chào hiểu À, xin chắc cái bộ thể đó. À, chúng ta nói xin chắc hiểu mà xin chắc hai cái gì đã, xin chắc hai cái gì đã. à cái gì ta Ừ, xin chắc cái bộ thể đó. anh nhưng sao à thầy cho lên phía trên thì để em nhìn tiêu này anh nhưng sao 저는 영업팀 희대하고입니다. 오늘은 영업팀의 조직도에 대해 소개했습니다. 조직도에 대해 소개해 보겠습니다. 가장 높은 사람, 가장 높은 사람은 부장님이에요. 그 사람은 한국 사람이에요. 아, 또그 부사람 한국 사람이요. 아, 다음에 네. 부장님 밑 사람을 다음에 부장님 이 사람은 과장님이요. 그 사람은 베트남 사람이요. 사람 사람 이명 사람 이명 어 사람 이명 어 연서씨 고객사 em phải아 nói về thị trường연등씨 trước, em nói về thị trường trước. Ở công ty chúng, ở chung công ty chúng ta có hai thị trường là thị trường nội địa và thị trường nước ngoài, đúng không? Đó, mỗi thị trường sẽ có khoảng 20 khách hàng. Đó, em cũng giải thích ra như thế. 우리 회사는 시장 2개요. 두개 있어요. 2개 있어요. 아, 다 2개 그거 있어요.
đó là tí có thì sơn từ có cô sự có sơn nè xí chang hả cô hebe xí chang isao mỗi thị trường là có 20 khách hàng, mỗi mỗi xí thị chang trường mà đó han si trang mà ta si trang mà han si trang mà Hàn xí ta chang mà ta Hàn xí chang mà ta cô cách xa cô cách sư xa sơn môn khe isao ở sư kê sở Ừ. và vì nữa mỗi nhân viên và vì nhân viên thì có tổng là 4 người, mỗi người sẽ phụ trách 10 khách hàng. Khách hàng có 40 người à, nhân viên có tổng 40 người á Đâu 4 chị người, cuốn nhân hơn viên có 4 người, có 4 nhân viên và mỗi người phụ trách 10 10 khách hàng đúng không? chị cuốn hơn xá xá khe isao Tại sao kia tụi là người nề miệng chứ nề miệng thì sao Sao bị quên nề miệng isao nề miệng thì nề sao tao là han miệng xích miệng một isao người han miệng hàn miệng xích mỗi người han miệng xích là phụ trách thì phụ trách 10 khách hàng hàn miệng xích han miệng xích hàn miệng xích giòn à, cô cái xa giòn nghe Điểm của kiếp sau thám thang người kiểu thẳng tay nghề ồ và nhiệm vụ ừ. của nhân viên mua hàng là bắt đầu kể ra nhiệm vụ của nhân viên mua hàng your ngóc team chích quân e immune Your ngóc team chích vấn đề your ngóc team chích vấn đề immune phần mù immune đơn là gì đó peel peel chọc xuống immune peel immune peel chọc xuống nạp phùm kế hoạch chọc xong chặt sóng tiếp chú môn so khoản ý mẹ quên bố cô so chặt xong bố che mà cắp xin kêu cố cách xa mố cách yếu rồi ok đó chắc là đi đến đây xin được kết thúc Yogi kachi machikasumida kutachi kutachi cái gì nhỉ em lại quên mất rồi ai từ đó chúng dò xó kutachi từ đó chú sò sò cảm samida Ok, chào mì đá. Đó, có nhớ gì không? nếu ạ Rồi, đấy. Bây giờ thầy viết lại cho nhé, viết lại cho để mà luyện. Nào, đầu tiên chúng ta sẽ là đặt ảnh nhân ha, thì không? Ảnh nhân ha, thì không? Và thỏ nến, giọng, ốc, chim. Dòng chim À, hiện chim. là con mì Vân, đà à, chim, con em, y, đà, bố. Mì đá, y, đà, mì đà chim, y, đà, quả mì đá. Ổn nến thì là dòng ốc chim mê chim mê bố chỗ chích nối chích tô ê thế vì sâu kế thế bố kết sinh gì đó làm sao đây họ đi dòng Thả ngóc trang chim à dòng ngóc chim mê có khả sang nộp tính Thả ra mướn khá ra mến thì Cú sao trang mi như mi gì ta à rồi từ phù Ừ trang thả ra chim mướn từ phù trang chim mới thanh túc Hắn in cũng tin Y mì rồi thám mưu đồ và tiếp Thả theo mướn thám mưu đồ tiếp theo cái người phù trang chim Cú trang mi mi à Thả ra mướn rồi mi sa mới cái Hóa người trang nghi mi với mi ta rồi phải trang chim và từ phải trang chim mới Việt Nam mi ni mi phổ ta thông về xứ Nam bình thường là người Việt Nam đúng về xứ Nam ta Nam im gì đặc nó Fujiko và Kuriko và vì Uri thuê xa nên và công ty chúng ta có hai thị trường đúng không Xí trang chủ yếu Shiza hai thị trường chính chủ yếu Thú Shiza yô xí sang Thú kè chúng ta dùng là thu cá chi đi cá chi thì mình đã thu cá chi mình đã dùng sự vật sự việc nó dùng cá chi đúng không thu cá chi mình đã chúng ta sẽ có hai thị trường chính như vậy đúng không và vì vì từ từ có sân đó chính là thá đô đó chính là thị trường thì cùng nghe si Cục sang nghe xí thang bảo Thảo cố cố hewe Hãy subscribe cho si sang si sang thì mình đã đó chính là thị trường trong nước và nước ngoài
Đó, và thì than chi phà nhé, trong mỗi thị trường đều có bao nhiêu khách hàng? Ủa, hết xa cá. Ủa cái sao đó? Giờ cái gì xin Rồi. à, giờ cái xin mình đặt đúng không? Giờ cái gì xin Ôi. mình đặt đúng không? À, đấy, mỗi thị trường là có thì 10 khách hàng, mỗi thị trường có 60 chứ nhỉ? 60 cái xin mình đặt đó. Và mỗi thị trường này với cô và lý chúng ta và nhân viên của chúng ta là có mấy người? Và ủ đi chích luôn đi bồ tu nề miêu thì xin mì đạt à, nề miêu thì lên đế nề miêu thì lên đế và thì ăn miêu xích sẽ là gì? Ăn miêu xích à, vì bồ kép xa dòi kê cứ hàm tăng à, thao cô xin mì đạt đúng không? Và thì mỗi khách hàng mỗi người sẽ đang đảm nhiệm 10 khách hàng đúng không? À, và nhiệm vụ của các nhân viên đó cứ thích vua né immune là gì đấy kể ta à, là gì đấy à, phiếu à, học su à, nạp phum kế hoạch Phiếu chọc xuống nạp xong nạp phun kế bùn hoạch thơ chọc hành lý mẹ quê của phun cô so khoản đi nạp xong mẹ quên bố cô kế so chọc là xong cái xin đi tu xe mà có của kết ta kêu bố cố xét cái xa im bị đặt bố xét im bị tả. rồi nên giờ khi cả sĩ giờ khi cả sĩ Mà chỉ cả cái sĩ mì rồi mà chỉ cái xin bị đá tức cả sĩ trái từ đó chu sò sò từ đó chú xó xó ở khán xa bị đá làm sao mi ta đó. làm sao mi ta Cho lên trên này xem là giữ gì. Wow. Không có chỗ nào giữ gì hơn đây để cho vào cái quất này. Để sao luyện cho là dễ. Đó. Đấy, vậy là mình đã làm ra một cái bài rất là hoàn chỉnh nhìn. Chưa. Nào, à, thầy chúng ta thử luyện lại cái này nhé. À, anh nhớ cho nên giọng học sinh chỉ quân thân như đầu của mình đâu nên chỉ là giọng học sinh chủ trì thể thao số game của sự mình đã giọng học sinh mình có khá sang nộp hơn sao là mới vũ trang nhìn mình đã cứ vũ trang nhìn mới hắn tốt khi nhìn mình đã thả mở đồ vũ trang nhìn sao là mới khá sang nhìn mình đã 그 과장님은 보통 베트남 사람입니다. 그리고 우리 회사는 주요 시장이 두 가지 있습니다. 그것은 바로 국내 시장하고 해외 시장입니다. 한 시장에 고객사가 20개 있습니다. 그리고 우리 직원이 모두 4명 있는데 한 명씩 고객사 10개를 담당하고 있습니다. 그 직원의 임무를 PO 접수 납품 계획 작성, 주문 관리, 메일 보고서 작성, 구제 마감, 신규 고객사 모색입니다. 네, 여기까지 마치겠습니다. 끝까지 잘 들어주셔서 감사합니다. 네, 그렇게 연습해보세요. 나현 씨, 다시 한번 읽어주세요. 네, 안녕하세요. 저는 영업팀 직원이었습니다. 오늘 제가 영업팀의 조직도에 대해 소개해 보겠습니다. 영업팀에서 가장 높은 사람은 부장님입니다. 그 부장님은 한국인입니다. 다음으로 부장님 윗사람은 과장님입니다. 그 과장님은 보통 베트남 사람입니다. 그리고 우리 회사는 주요 시장이 두 가지 있습니다. 그것은 바로 국내 시장하고 해외 시장입니다. 한 시장에 고객사가 20개 있습니다. 그리고 우리 직원이 모두 4명 있습니다. 4명 있는데 한 명씩 고객사 10개를 담당하고 있습니다. 그 직원의 임무는 PO 접수, 납품 계획 작성, 주문서 관리, 매월 보고서 작성, 부채 마감, 신규 고객사 모색입니다.
네, 여기까지 마치겠습니다. 끝까지 잘 들어주셔서 감사합니다. Ok, có hai cái chỗ này em đọc nó chưa chuẩn này. Cùng nè, chúng ta sẽ cái chữ này chúng đọc là chữ cờ đọc thành chữ chữ ngờ chứ phải. Tại chữ cờ gặp chữ n thì chữ cờ đọc thành chữ ngờ đúng không? Cùng nè si sang. Và cái này em lúc đấy em đọc là y ship, y ship keo.국내 Sương vui.국내 Sương시작 vui kê. À,설문 sương vui kê.설문 À, sương vui kê.국내 Rồi, ok. Bố ơi, về về ăn con cái. Về cái là ổn luôn, sắp quá đây. Rồi, đó. Thì cái bài này đấy, thầy hoàn chỉnh cho rồi thì luyện nhé. Ban đầu, lúc đầu em nói thì thầy nó cứ lên lên xuống xuống, nhưng nghe thầy đọc xong em đọc lại thì đỡ hơn. Đó. Đấy, có nghĩa là bị đang bị theo thói quen rồi đúng không? Đấy, sau tôi chú ý một tí là được Thế ok. Đó. Rồi. Đấy, cái bài đấy, đây, thầy để đây hoặc là thầy gửi luôn cho đi. Rồi. Tiếp là chúng ta sẽ sang cái bài ngữ pháp hôm nay. Là ngữ pháp hôm nay là cái gì, cấu trúc gì đây? Động từ ân điền nân ân rân chul ải tà mô đưa tà. Đây là cấu trúc gì? Biết. biết và là không biết làm gì đó. Rồi. Biết và hoặc là không biết làm gì đó, đúng không? Biết cách làm gì và không biết làm gì đó. Ví dụ tôi biết nói tiếng Hàn, tôi biết nấu ăn, tôi biết là biết làm cái gì đấy đúng không? Biết và không biết hoặc Thầy là nhắc lại cho em mấy cái dùng tiểu từ các thì đi, em bị quên cái đấy. Cái tiểu nghĩa từ. thì em nhớ nhưng mấy cái À đây mấy cái này á. ân miên ân ân Thực ra này nó chia riêng theo thì thì cái thôi, gì chia theo đấy, thì. giống như là định ngữ đúng không thầy? Đúng rồi, như định ngữ luôn. Cái ân nhân này là quá khứ, nhân kia là hiện tại và ân nhân kia là tương lai đúng không? Đó. Thế Nào, bây giờ chúng ta dịch cái câu này cho thầy. Em mới nhận được danh sách BO từ tháng 1 từ bên công ty theo nguyên tắc là như nào? Em mới nhận được저는 danh sách BO tháng 1 từ bên công ty theo nguyên tắc.저는 대원택 회사부터 2월 2월 Theo대원택 회사에서 à 2월 비어 받았어요. 이 đuôi PO danh sách mà ri sư thư리스트 받았어요. à phá tắt rồi phá tắt rồi sau gì nữa em thấy PO tháng này tăng gấp đôi so với tháng trước thì em thấy PO tháng này tăng gấp đôi so이번 với비어 tháng trước.지난달처럼 À, chỉ năn ta bồ ta chứ so với mà bồ ta Bồ ta đôi là tăng gấp đôi. tăng Gấp đôi là gì? Tù bê. Google Tù bê. ý bè Tù bê như đọc là cú bè tù bê. Tăng. ý sang hiểu. Không, trừng ca đi, tù trừng ca không được. À, trừng ca. Hết. Thì thò ra của đâu. Hoặc Hoặc là thả là cô ổn la tả cũng được, ổn la tỏ đạo côi, ổn đưa tả tăng, thọ đạo côi là thấy, hồi tưởng lại cái mà mình đã xem lúc trước thì mình thấy, thấy nó tăng lên gấp 2 lần đấy, ở quê chúng ta hết thọ đạo côi rồi, à rồi tăng thế này cũng thấy vui nhưng mà hơi căng chứ này. Đấy khó thế, cô này em không biết dùng từ mấy từ căng đấy là từ thực ra gì. tăng đấy mình phải hiểu đúng bản chất của nó thì mình sẽ dùng được, mình sẽ dịch được đúng không? Ừ. Nó bảo là gì tăng thế này cũng vui à tăng thế này cũng vui y đốt kê đúng không hoặc là cứ đốt kê cứ đốt kê이렇게 증가 나는 đốt kê재미 chúng있어 ta재미 hai khi nên hết mình đây하기는 했는데 tăng thì tăng gọi là đốt ở đâu ui cái thiếu này từ chưa vui nhỉ. đấy từng cây là do từng cây là do khí thì bư khi nên hết lên đây có nghĩa là vì cấu trúc là khi nên hết lên t đây nó là này. Ừ thì cũng vui vì nó tăng đấy đúng không
Ừ thì cũng vui vì nó tăng như thế này đấy, thế nhưng mà hơi căng. Ừ, hơi căng đây là như nào? Căng. À, hơi căng sếp à. Vì vậy công ty mình không đủ like để sản à, vì bây giờ công ty à, vì cái, à, không đủ like để sản xuất đâu. Cái từ tăng đây mình đang hiểu nó là gì? Đang nó đang đang hơi hơi khó khăn đấy đúng không? Thôm hồn lan han này được. Cái từ hồn lan ha tả là nó Cố nan nhưng mà cũng chắc là cũng ha. hơi hơi khó đấy, hơi khó 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 nhai khó ăn đấy, thì cô lan hai tả là khó khăn đấy đúng không, là nó hay dùng như này. Trong trường hợp thì tự dưng mình thấy khó khăn thì mình ôi cô lan hai nè, cô lan hai nè, ôi ôi hơi căng đấy, Cố hơi nan khó đấy, hơi nan căng hơi khó đấy, kiểu như thế đúng không, trôm cô lan hai nè. Hơi căng đấy sếp à, bởi vì làm sao đây, vì bây giờ công ty mình không đủ like để sản xuất, không có Thảo so, Uri Huế sa nương, người sen nha san rái ni. à, người Trung nha buôn hai chị ảnh xử đi đá. rồi huê ra ép thì sen Về san sai, sen san san rái ni. à la in hoặc là Rái, sen rái san ni. hay là in ít là in ít Ta rái ni. à, Trung buôn hai chị ảnh xử mì đá. không đủ vào option cũng được à, có thể Đó nữa à, chỉ cần vì huê ra sen san hay là in ít có thể nhỏ, tại vì bây giờ công ty mình không có line để sản xuất đấy đúng không, đúng không? Option là sao thế, sao rồi thì vì nó quá tải rồi, vì nó quá tải rồi, quá tải dùng từ gì, khóa bu khóa bu vẫn hều, có cái từ khóa bu hều, khóa bu khóa bu quá tải, quá tải đây sợ nó lại quá tải được, bị quá tải thiết bị chống quá tải à, hoặc là gì đấy não bị quá tải rồi, khóa bu ha này, khóa bu hết cả từ nhóc được nhỉ, khóa bu cái khóa bu từ này được này, ở cũng được khóa bu à, ở và khóa bu bu cọt nhau hết hết chỗ này hết cả từ nhỏ hay hơn là đoạn trên này, và khóa bu hay cọt từ nhau bỏ lại ở option option sau đó giải thích tiếp option khóa bu hết cả từ nhỏ đó rồi tiếp. Em đang không biết phải làm thế nào đây, em đang không biết làm ok hay ra chi một đức kết smita à, ok nha hay chui mù đôi thân chu phải không một cái sỏi à, mù đôi cái sợi ở chứ có ok hay thì mù đôi cái sợ. Sau tiếp này nó bảo là gì, vậy thì em thử liên hệ cho các vendor cấp 2 nhà mình xem có đủ khả năng sản xuất mã hàng này không. tú tú cấp Chúng ta tú cấp là gì, y ta dùng là y chào y ta object, y ta y object chào ọp chê cái thoáng hoa hẹt xó à, giờ là hiểu rõ giờ lọc hẹt xó xem có khả năng sản xuất mã hàng này không y khổ tư à, y sáng tốt xa của tôi thanh san hai su thì thanh su nên chi nhân chi sao rồi mình hỏi à, bố đó Boseo hoặc là Ara Boseo tìm hiểu xem à, Bura Boseo bây giờ liên lạc sang bên nhà cấp 2 thử hỏi xem, thử hỏi xem là có thể có khả năng à, có khả năng sản xuất được cái mã này không, nếu ok thì chia cho họ một nửa bill là được, khả năng hạ tá miền đi đi. nếu có khả năng khả năng Cái này nếu ok khả năng ha tà cô ha mion, hoa tào cô hà chúng ta miên dùng kiểu dạng gián tiếp ấy, nếu nó nói rằng là có khả năng đúng không, khả năng ha táo cô hà mion thì mình chia cho nó một nửa bio à, bio phi dâu một nửa một nửa một nửa dùng còn phù ban thoải man tí chọn ba nữa là nua chu xèo là nu tải nào nua chu là nuôi chú sèo xèo khả năng ha táo cô hà mion, hoặc là chúng ta thì huyền chan táo cô hà mion cũng được, huyền chan cái yến từ chan nếu nói là rằng là không sao được cái quyền gian tạo của Hamion ấy, thì mình kêu chọn bạn ấy đã nuôi xe không là ôi chủ chọn đề là nuôi chú sèo à, theo quân thích huê dài sao ý đuôi kêu đi sự thứ đôi bà ta nhìn đây ý vân thay phiêu nên chỉ năn thay của ta chú về chứng cai hết tỏa đạo của yêu ý đó kê chứng cai hệ sao kỳ vư à, kỳ vư kỳ nên hết tên đây trông khủng lan hoa nể yêu về nhà mẹ đi về ra ấy sinh ra hay là ý nhiều sợi rồi phá vu hết cả tỉnh rồi ở tất cả hay 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 chỉ một đôi cái sợi rồi à kêu ý cha ở trên ở lại để sau ý cốt từ đây sinh ra hay hay chỉ nên chỉ một đôi bộ sợi
phần chân tao qua hàm nhá tiêu chẳng bán đến nào nu xẻo nào nu xẻo nào nu đây không không phải chút xeo nữa nào nu phố xeo nào nu phố xeo Nó kiểu chia cho nó thì chia cho một lửa nu đó là thà si mà đẹp vô thì là đọc đọc lưu loát ok tính xem Thảo quân tích về sai số yêu em biểu đi sức thử lên và tắt hình tế y bọn ta biểu nên chỉ nàn ta bố ta y bè chúng ta hẹt ta ra cô yếu hết tỏ đào của yêu hết hẹt tỏ ta cả hết hẹt ta ra cô yếu tỏ chứ hết tỏ đào của yêu hết tỏ đào của yêu hẹt ta ra cô yếu 이렇게 증가해서 기부 기능 했는데 좀 곤란한 곤란한 내용 곤란한 곤란하네요. 왜냐하면 우리 회사에 생산 한 라인이 없어요. 아부 과다 도위엔 과부했거든요. 아부 했 어떻게 해야 할지 모르겠어요. 2차 업체에 연락해서 이 코드는 생산할 수 있는지 물어보세요. 가능하다가 하면 비용 절반은 나눠보세요. lại một lần nữa đọc lại lại theo thầy xem nhé tại vì thấy cũng chưa được ổn lắm nó cái giọng của em nó chưa được thay đổi có tự luyện cho nó thay đổi sang giọng Hàn đấy phải tự luyện Giọng nhiều Hàn là lắm giọng gì em còn chưa biết. nó có sự luyến láy các thứ vậy nhưng bây giờ em đọc bây giờ em thử nghe lại cái giọng mà em ghi âm với cái giọng tiếng Việt của em nó có giống nhau không giống hệt nhau không không khác đúng không tại vì thầy thấy có nhiều người học tiếng Hàn nhưng mà cái giọng không đổi được sang giọng Hàn đó ví dụ nhất cái giọng Hàn ấy thứ nhất này nó sẽ theo như như thầy hôm trước là thầy chỉ cho em là cái cách đánh dấu tiếng Hàn là cứ huyền ngang đấy 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 là giúp cho em để đọc cho nó đỡ bị lên lên xuống xuống thôi chứ cũng không phải là để biến được sang giọng Hàn biến giọng Hàn của em thì em phải có cái chỗ điểm nhấn điểm nhá điểm luyến điểm láy điểm kéo dài nó phải đúng chỗ ví dụ nhá như cái chỗ này bình thường của Hàn ở cái chỗ nào nó hay nghỉ ví dụ như cái chỗ này nó sẽ có ba đoạn đúng không ba đoạn thì chắc chắn em sẽ phải luyến láy ở cái ba cái này chứ em mà cứ đọc liền tù tì như thế là nó cũng sẽ không đúng đó với lại có cái điểm ngân nữa điểm ngân này ví dụ theo quân tách về giải do đấy chứ không thấy quân thế giờ yếu luôn nên bọn nên đọc như thế là không đúng Mình có thể ngay bình thường em không em chỉ cần thuộc nhé em chỉ cần giải thuộc thuộc lời thoại thôi em không nhìn vào chữ em chỉ cần nghĩ trong đầu em nói ra bao giờ nó sẽ tự nhiên hơn ví dụ ở theo quân tách về giải do 이루어 비오리스트를 받았는데 đấy cái từ 이루어 비오리스트를 ở đây cái chỗ đấy cũng phải 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 ngân một tí này 이루어 비오리스트를 받았는데 đó 이번 달 비용은 지난 달보다 두배 증가했더라고요 đó mình sẽ có giọng như thế nhá bình thường em chú ý em cố gắng em nói giọng họng nhiều hơn giọng của Hàn sẽ nói giọng họng nhiều hơn là giọng giọng ngoài miệng nào em chỉ đọc theo thầy nhé theo quân tích về giải do Thế quân tích về giải do 이루어 비오리스트를 받았는데 이월 비어리스트는 받았는데 이번 달 비용은 이번 달 비용은 지난 달보다 두배 증가했더라고요. 지난달보다 2배 증가했더라고요. 이렇게 증가해서 기부기는 했는데 이렇게 증가해서 기부기는 했는데 좀 곤란하네요. 좀 곤란하네요. 왜냐하면 우리 회사에 생산할 라인이 없어요. 왜냐하면 우리 회사에 생산한 라인이 없어요. 생산할 라인이 없어요. �ình thường ngay cả chỗ đấy nhá bình thường생산할 라인이 없어요. 생산할 라인이 없어요. 생산할 라인이 없어요. đấy, em luyến lấy thì nó đã đỡ rồi nhá. 생산할 라인이 없어요. 생산할 라인이 없어요. 어, 네. Em hình dung ra tiếng Hàn nó giống như hát. Thầy thấy nói tiếng Hàn là phải ngân giống như hát luôn đấy. Nó không giống như tiếng Việt là nói đâu. Nó phải là giống nói tiếng Hàn. Thấy không? Không nói tiếng Hàn. Nói tiếng Hàn là hát. Hát tiếng Hàn đúng không? Giống như này này. Hòa bu hết còn tỉnh nhau. Hòa bu hết quả tử nhớ Hóa bu hết quả tình nhau. đấy kiểu như thế mình còn tiếng Việt của mình là quả bu hết quả tử nhớ đấy đúng không
Nhưng của nó là sẽ phải kiểu luyến láy giống như anh. Ồ, hóa vũ hết cả tình nhỏ. Ồ. Hà bu hết cả tình nhỏ. Ồ, tóc kia hả nên chỉ một lời ồ. À tóc kê hay ai chung mô lúc kết sở. Đấy, chúng ta sẽ phải he hay chỉ một bố đứa cái sở Hay chung mô lúc kết sở. ồ. Đúng, đúng rồi, nó kiểu kiểu hát hát kiểu như thế nhá. Ồ, tóc kia hả hay chỉ... À, ồ, tóc kia hả hay chỉ một lời ồ. À tóc kê hay hay chung mô lại ồ. Ừ, hay hay chứ buổi đấy rồi cái kiểu đấy, nó kiểu kiểu giống như hát như thế nhá, em mà đang kiểu giọng đọc đúng không, nhưng mà bọn Hàn nó đang kiểu hát như thế đó. Giống ngay cả kiểu cái câu ảnh nhớ nhớ CEO ảnh nhớ CEO đấy, nó cũng là đang hát chứ không phải là đang 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 đọc Anh luôn. nhớ CEO. Bình thường đang đọc là ảnh nhớ CEO, không phải ảnh nhớ Anh CEO nhớ lực. CEO. Em mà đọc từ từ như ảnh nhớ CEO thì nó không phải là ảnh nhớ CEO, ảnh nhớ CEO thì khi Anh khi nhớ CEO. Ờ, đấy em nói khi mà em nói giống như hát thì thầy thấy là cái âm của nó sẽ từ họng ra đúng không? Anh nhân ASEO, em chỉ đọc mà em chỉ nói như giống như hát thì xem anh nhân Anh ASEO. nhớ CEO. Ờ, đấy đúng không? Ờ, Anh nhân nhớ CEO. rồi, tiếp bên bên dưới này này nhá. Y sao obje yo lak thế sao? Y sao obje yo lak thế sao? Y sao học chế dẫn nắc hệ sóc. Y cô thử đời sinh ra hai suy nên chi mù thể à? Y cô thử lên sinh sản hành sự nên chi mô đo bố xe ô. sinh sản hay sự nên chi mù đo bố thể à? Sinh sản hành sự nên chi mô đo bố xe ô. Sinh sản hay sự nên chi mù đo bố thể à? Sinh sản hành sự nên chi mô đo bố xe ô. Ngồi đấy kiểu như thế đấy. Phải phát hiện ra là phải 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 hát phải ngân như thế đấy. Nhưng mà em ngân nó chưa được trong trong trẻo thôi. Em này, khả năng hát tạm nhau. Khả năng hát tạo cô hàm nhau. 가능 하다고 하면 가능하다고 하면 가능 하다고 하면 em lại đang đọc đấy, 하다고 하면 하다고 하면 하다고 하다고 하면 đúng rồi đấy, 하다고 하면 가능 하다고 하면 비어 전반을 나누어 보세요. 비어 절반은 나누어 보세요. 아, 나누어 보세요. 나누어 나누어 보세요. 나누어 보세요. 나누어 보세요. Đúng rồi đấy, thì nhớ là đúng đúng rồi phải hát nhé, phải giống nhớ là tiếng Hàn phải hát nhé, không được đọc nhé. Thầy thấy em chỉ cần hát kiểu ngân giống như hát cái là đã nghe nó đã cũng cỡ cảm giác Hàn Hàn hơn đấy, nhớ. Cứ hát đi, cứ hát thoải mái đi, cứ ngân đi, giống như bình thường thầy cũng thế, bình thường thầy cũng nói với giống như bình thường, như thầy bảo là tôi là giáo viên đang dạy tiếng Hàn ở Bắc Ninh chẳng hạn đúng không, thì cái từ chó nên bình thường em chỉ đọc từ chó nên bình thường xem nào, từ tôi ấy. Đấy em chỉ đọc bình thường, nhưng mà저는 riêng thầy sẽ không nói chó nên đâu, mà thầy sẽ à chó nên đấy, chó nên đấy, chó nên đấy, nó kiểu như저는 đấy, nó kiểu như thế đấy đúng không, chó nên 박닝에서 한국어를 가르치고 있는 한국어 선생님입니다. Đấy, giống như thầy đang hát đúng không? 박닝에서 한국어를 가르치고 있는 한국어 선생님입니다. Đấy, thầy giống như thầy đang hát đấy, thầy cảm giác như thế, thầy không 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 nói giống như đọc bình thường. Bình thường thầy thấy mọi người đọc hay là đọc à, cho nên 박닝에서 한국어를 저는 Hà đưa밖에서 chi bộ ít nên ăn tu co sân xanh nim im lì tả đấy, đấy là đang đọc đúng không, riêng bình thường nói thì không không nói đâu, thầy sẽ hát đấy, gọi là hát tiếng Hàn để xanh mới là hát tiếng Hàn nhá. Ờ, cho nên ở cho nên học tiếng nghề thò hắn có gọi là hà đưa chi bộ ít đấy Hàn đó, hắn có gọi là hà đưa chi bộ ít Quốc có à, đấy đưa đúng rồi đấy, hắn có gọi là hà đưa chi bộ ít đấy không, thầy Hàn nó Quốc không nói có hắn đưa tu co Hà nữa. Sĩ Tại vì cái giọng ngân của em nó chưa được tròn tròn thôi, nó chưa được tròn chữ thôi. Nó chưa nên là nó chưa được hay lắm. Em cứ ngân đi, em cứ ngân thoải mái đi. Chắc chắn nó sẽ hay. sao lại điệu chảy nước ra Không, tiếng Hàn nó phải thế, ở tiếng Hàn nó phải thế thôi. Đừng sợ điệu. Sao em nói như thế thì người ta nghe tiếng Hàn sẽ hay chứ không không phải là điệu đâu. sao Nào tiếp. Cố gắng hết quá thầy sẽ biến được giọng của em sang giọng hát không phải giọng nói nữa. Nào, câu tiếp.
Nào, sếp ơi, em mới liên lạc cho 5 vendor cấp 2 nhà mình rồi. Sa장님, 2차, 2차, 이 사람 2차 이 사람 업체 계속 2차 업체 5개 다섯 연락 에 주세요. 연락 연락 해봤는데 em đã thử liên lạc cho 5 cái vendor nhà mình rồi. Thì hiện tại bên họ thiếu quá nhiều thiết bị để sản xuất mã hàng này nên không sản xuất được ngay đâu ạ. thiết bị là từ gì thầy nhỉ? Solbi Solbi. Solbi chỉ cơ지금 để sản xuất mã hàng업체는 bỏ bỏ cái OC đi em, tại vì em liên lạc rồi. Bây giờ họ bây giờ là gì ở ở của nó này OC지금 업체 설비는 많이 부족해서 Solbi cá mà ní sốc về đó chốt hè sao làm sao được ngay được nên không sản xuất được mã hàng này. à, không phải thiếu nhỉ, để sản xuất mã hàng này, Thì mình cho xuống dưới rồi nên là mình cho mã hàng này là cái ý ý vô code xem sáng sản một điều, theo tại vì thực ra đây là mình biến tấu lại cái câu tiếng Việt cho nó thuần Hàn thôi. Bây giờ ở vendor do thiếu quá nhiều vật liệu, quá nhiều thiết bị nên không thể sản xuất được mã hàng này, đúng không? Mấy cái câu kia nó cũng giống nhau, không biến nghĩa, đúng không? Dùng được. Và bây giờ mà chuẩn bị máy móc thiết bị thì cũng phải mất 1 tháng mới xong. Bây giờ bà Thì chuẩn bị máy cứ móc là chuẩn bị máy khí kệ, chị cảm ơn khí kệ móc. Khí kê hoặc là son bi chuẩn bớt. bị Chuẩn bị chuẩn bị hè sót ha đó miệng để mà chuẩn ha bị rò miệng cái cấu trúc chuẩn ư đó bị miệng ha này, rò là miệng nếu muốn để chuẩn bị thì phải mất khoảng 1 tháng đúng không, ý kê quân một il rồi mất kê mất lo nha còn nhoi nha lo kinh nha nát phải mất 1 tháng mới mới thể mới kinh mới kinh xong năng suy sẻ kinh nát kinh xui năng suy sẻ Ilkewon Kaloya Nan Suisse. Tiếp, và công nhân bên đó cũng không có ai biết kiểm tra mã hàng này cả. xui xẻo cứ cứ nô Cứ nổ trong y ta khô là từ thả, đơn thả cốc cha đi, thả cốc cha. Công nhân bên đó phải là cứ cứ ọp chào chê, các cứ ọp chê, ê thả cốc cha cả. Đó, cứ ọp chê, ê thả cốc cha cả, gì nữa. không một ai là nu Công nhân bên đó hoặc là trong số công nhân bên đó đi, chúng nghe trong số công nhân của cái vấn đề không có người nào, không có người nào biết kiểm tra mã hàng này. Y khô thử à, ý khô thử đơn hòm xa hay chui thòm xa à hay chun sarami ọc đấy, ý là chúng ta phải định ngữ à kiểu nên salami không à, offside rồi chúng ta định ngữ kiểu này, không có cái người biết kiểm tra mã hàng này trong đúng số rồi công nhân nhà hai nên họ. xà Nếu vậy sản xuất bên họ thì mình cũng phải qua đó đào tạo cho công nhân họ kiểm tra nữa. Vậy thì nếu sản xuất bên họ mi ở soi kromien cứ đom vậy thì opche cứ đom kromien nếu kro nếu sản xuất kro bên họ opche opche rồi hàn thế cứ opche hàn opche thế xem opche so sang san gian khăn tham nhập. Nếu sản xuất bên hay họ sang Hà Miên thì mình cũng phải đi đến đó để đào tạo, mình cũng phải đào tạo cho công nhân để họ đi đúng không, cũng thác phải cọp cha ấy kế rồi rồi cũng phải đi thạc có cha ấy ghế phẩm kiểu dục phẩm ta đến chỗ giúp kiểu làm sao đơn kiểu dục phải phải theo thì rồi được đó. hay ra tuyều Đấy, nếu mà sản xuất bên họ thì mình cũng phải đào tạo cho đào tạo cái việc kiểm tra cho công nhân nhà họ đúng không? Rồi, cho nên em nghĩ là sếp nên gọi điện sang khách hàng thương lượng lại thời gian giao hàng thì tốt nhất. chế sang các ấy luôn sẵn Rồi, sàng đi mướn từ đề đó để xem các nên. chế sang các ấy luôn xa trang đi cố kết xa ấy kết tròn hoa hay xó Cô kiểm tra ấy thế. nạp phùm khí gani Nạp phun chỉ sáng.
cái từ thương lượng dùng từ gì hả thầy? thì ra nhất à, gì à, thương lượng lại là gì happy Currency hấp ừ. happy Happy hanin kê chuai rồi lên đúng không hắn kê chỗ thì ai happy hanin kê chuai lên thương không? lượng lại thì tốt ờ hết chưa đúng không tôi thử xem nào à sa sang nhìn ra học chê thả sức kê rồi là cái bản hình đây chỉ cứ học chê xuất mi cao mà nhìn phụ giúp để cho y phụ thử đây sinh sản một theo chỉ cứ xuất mi đây chuẩn bị hai điểm nhá 1개월 걸러야 끝날 수 있어요. 그 업체 작업자 중에 그 chỗ này tự dưng là và chứ그리고 đúng không? Và đúng không? Tự dưng nói chỗ này là 그리고 그리고 그 업체의 작업자 중에 이곳들을 검사할 줄 아는 사람이 없어요. 그럼 그 업체에서 생산하면 작업자에게 검사를 교육해야 돼요. 그래서 제 생각에는 사장님 아, 그 고객사에게 전화해서 납품 기간을 다시 합의하는 게 좋아요. 됐어. 나 현씨 다시 읽어주세요. 다시. 사장님, 2차 업체 다섯 개 연락해봤는데 지금 업체에 설비가 많이 부족해서 이 코드는 생산 못해요. 지금 설비는 준비하려면 2개월 건너야 끝날 수 있어요. 그리고 그 업체의 작업자 중에 이 코드는 검사할 줄 아는 사람이 없어요. 그럼 그 업체에서 생산하면 작업자에게 검사를 교육해야 돼요. 그래서 제 생각에는 사장님이 고객사에게 전화해서 납품 기간은 다시 합의하는 게 좋아요. 합의하는 게 좋아요. 합의하는 게 좋아요. 고강 đọc như hát cho thầy xem nào. 사장님, 2차 업체 5개에 연락해봤는데 지금 업체에 설비가 많이 부족해서 이 코드는 생산 못해요. Vẫn chưa hát,지금 vẫn đang là đọc.설비는 Em vẫn đang là đang hát đọc và đang đọc là vẫn đang là đọc khó thế. cơ. Chẳng qua là em đang 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 đọc to rõ ràng nó do to rõ ràng hơn so với cái lúc mà bình thường em tự nói thôi. À, nó cũng nói chung là âm nghe em đọc hiện tại như em vừa đọc đấy là âm to rõ ràng nghe cũng đủ hiểu không sao hết đúng không? Thế nhưng mà nó chưa được hàn hóa thôi. Hàn hóa đây thầy nghĩ chỉ có cái cách là đọc phải đọc đọc giống như là hát đấy là ok nhất. Sao cho nhỉ? 이사 업체 다섯 개 연락해봤는데 지금 업체에 설비가 많이 부족해서 이 보트를 생산 못해요. 아 이렇게 kiểu ví dụ thầy là con trai thì thầy còn 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 bớt bớt luyến láy đi để cho đỡ điệu nhưng mà mình là con gái thì mình cứ điệu dài ra không sao hết cứ điệu kéo dài ra không sao hết không vấn đề gì cả đó ví dụ, Lần hai bắt hình đề đấy Lần đấy hai bắt hình đề 지금 업체에 설비가 많이 부족해서 đấy là이 hết rồi chưa코드는 지금 생산 못해요. 업체에 설비가 많이 부족해서 설비가 많이 부족해서 대답 그래 설비가 많이 부족해서 설비가 많이 부족해서 đừng sót mà해서 해서 설비가 많이 부족해서 설비가 많이 부족해서 이 고트를 생산 못해요. 이 코드는 생산 못해요. 생산 못해요. 생산 못해요. 너그그니 thế thì em cứ luyện nhiều dần 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 như thế tự dưng지금 dần설비를 dần dần. 준비하려면 2개월 걸려야. 건너야 끝날 수 있어요. 그리고 업체에 작업자 중에 다 코드는 중에 검사할 줄 아는 사람이 없어요. 미 없어요. 그럼 그 사람이 업체에서 없어요. 그럼 그럼 그 업체에서 생산하면 작업자에게 생산하면 작업자에게 검사를 검사를 교육해야 돼요. 해야 돼요. 그래서
그래서 사람을 제 생각에는 사장님이 고객사에게 전화해서 납품 기간은 다시 예비하는 게 좋아요. 하피, em đọc là happy, happy, 합의하는 게 합의하는 게, 좋아요. 합의하는 게 좋아요. 합의, 합의하는 게 좋아요. �ố gắng em tự tìm những cái đoạn mà có cái người với các bọn gái Hàn nó nói, em bắt chước giọng của nó xem nào được không, Vâng. cứ bắt chước giọng của chúng nó đi. Dần dần mình sẽ đổi được, tại vì nhiều khi ví dụ như thầy là con trai hoặc là sếp em là con trai, em cứ nghe những giọng con trai mà em bắt chước theo thì em giọng giọng em sẽ ồm ồm giống con trai đấy. Thật, thầy thấy rất là nhiều ngày xưa bạn thầy thấy bọn nó kiểu không được tiếp xúc với gái con gái Hàn bao giờ ấy, nên chúng nó cứ nghe giọng các âm quen rồi đi dịch tuần cho các ông mà, thế sau lúc giọng của chúng nó cũng cứ ồm ồm giống như con trai luôn đấy. Nè. Nếu nếu em muốn luận giọng em nghe em tìm mấy cái video mà bọn gái Hàn nó nói thì mình chỉ cần cứ lặp đi lặp lại, bắt chước lại những cái câu đấy của nó, bao giờ thấy nó giống bản Hàn được thì là được đấy. Sau rồi khi em giống được những cái video đấy rồi, xong rồi em đọc những cái chỗ khác em cũng sẽ luyến láy giống như nó thôi đó. Rồi từ đó cũng nên swap yếu ghi cả chi mà chi cái gì đó. 다시 만나요. 다시 만나요.